tên thì không. Đúng rồi, cái câu chuyện mà đặt tên lẩu bó khô này nó rất tình cờ, đó là khi mình làm cái món này xong ấy, khi khách nhậu ăn là ăn hết sạch, tức là khô cái chảo luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái nguyên liệu này ấy, thì là để nhậu này. Đến khi mà anh em nhậu xong rồi ấy, đói cuối bữa rồi ấy, thì cái nước này nó cạn lại, nó thành một cái nước sốt. Nhưng mà ở đây là trong cái lẩu bò khô này nó gồm có những cái gì anh? Trong này thì có rất nhiều nhá. Ví dụ nhá, anh giới thiệu với Hải nhá, đây là lòng béo này. Tất cả đều là lòng bò hết, đây là lòng béo này. Lòng non này. Tổ ong này. Đấy. Rẻ sườn này. Vó này. Một nồi như này trung bình thì khoảng bao tiền đây? Trung bình anh bán sẽ là 450 cho 4 người ăn. 450.000 cho 4 người ăn. Đúng rồi. Gần như là ăn thoải mái luôn. Xin chào toàn thể khán giả nhá. Thì đây là bạn Thắng Việt Food. Ngoài làm YouTube ra thì bạn Thắng cũng có một cái nhà hàng làm về lẩu các bạn ạ, lẩu bò khô và bán phở nữa. Thì hôm nay anh em mình đang đến quán của Thắng theo lời mời của Thắng các bạn ạ. Mình thì thực ra là mình ngoài làm YouTube thì mình cũng làm thêm về các cái mảng khác, như là bán hàng livestream hay là phẫu thuật thẩm mỹ. Rồi công việc thêm nữa thì mình cũng có một cái nhà hàng ở chỗ 36 ngõ 30 ngõ 36 phố Mai Anh Tuấn các bạn ạ. Thì mình chuyên phục vụ các món ăn về bò. Thì chính xương sống của mình thì nó là phở bò các bạn ạ. Thì ngoài ra thì mình có làm thêm các cái món về lẩu bò khô, lẩu bò dân tộc. Thì bây giờ thì mình cũng mời anh Đức Anh thì về quán trải nghiệm cùng mình. Thì trong video này thì có bạn của mình nữa là hai em Dũng Diễm với thì Hải, vợ chồng Hải Sapa TV thì cũng về chơi, thì mình mời qua quán ăn luôn. Thế là bây giờ thì mình cũng mời anh Đức Anh về quán nữa, thì anh em mình giờ về để trải nghiệm luôn các bạn ạ. Đấy, thì là bây giờ sẽ mời mọi người cùng theo chân mình đến quán của Thắng để xem quán của Thắng làm những cái món ăn như thế nào nhá. À, mời mọi người. Anh ấn phía trước ấn. Đây các bạn ạ, lúc này là 2 rưỡi chiều, gần 3 giờ chiều rồi, anh em mình mới bắt đầu là được đi ăn trưa các bạn ạ. Thì căn bản là sáng nay thì Hải cũng bận phiên live mà Dũng thì cũng đi quay bún chả. Thì trưa nay thì anh em mình về quán để ngồi với nhau được. Thì giờ này là cũng là gọi là, không phải giờ này là giờ nghỉ của nhân viên đấy các bạn. Đấy, nhưng mà anh em là cũng phải dậy để làm thêm chút đồ để cho mọi người trải nghiệm. Đấy thì không gian bếp của mình đây, nói chung là mình mở hết trên kể cả không gian bên trên nhà cũng thế. Rất là thoáng nhỉ. Đây các bạn nhân viên vẫn đang làm đồ ăn này các bạn này. Đây là anh Hải. Đây là anh Hải là em chào anh nhá. Phụ trách trong bếp chính đấy các bạn. Vâng. Hiện tại đang là giảng viên của trường Cao đẳng Thương mại Du lịch và cũng là bên khoa ẩm thực. Đấy. Và anh Hải bây giờ anh còn dạy nấu ăn không nhỉ? Còn anh vẫn dạy Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Không, ý em hỏi là anh có nhận cái khóa dạy học ngoài không? Anh vẫn dạy ngoài theo. Đây món gì anh đang làm món gì đấy? Anh đang làm món gì đấy ạ? Đôi bò hầm thuốc bắc. À, rồi món này uống ăn trước khi uống. Tỉnh đoàn ngay. À, nhìn để vào trong cái thố. Cái thố này lại nhìn thấy hấp dẫn rồi này các bạn này. Nhiều nơi thì người ta hầm kiểu này người ta sẽ có chút ngải cứu, nhưng mà mình đây chỉ hầm mỗi thuốc bắc thôi. Hầm thuốc bắc không thế thì nó sẽ thơm. Nó thơm, nó thanh hơn. Một cái thố như này là hiện tại là mình đang bán như nào anh? Cái thố thế này của anh đang là 160.000. Vâng. Nó rơi khoảng tầm nửa ký. Nửa ký anh ạ. 500 gram đuôi bò là 500 gram đuôi bò thành phẩm đấy. Vâng. Ok. Ở đây là mình bán hàng từ thời điểm nào đến thời điểm nào anh? Anh bắt đầu từ 6 giờ sáng anh đang mở hàng rồi. Vâng. Thông thường buổi sáng chủ yếu là phở. Trưa thì bắt đầu là các món nhậu với lẩu. Vâng. Đây, đậy đây cho nóng. Nóng đúng không? Nóng không bê được luôn. Đây em xem nào, đây em xem. Được cái là quán cũng rộng rãi nhỉ? Ở dưới này ngồi với ở trên cũng rất là rộng. Các bạn ghé qua quán mình có thể là ngoài ăn lẩu thì có thể là ăn phở cũng được. Thì mình vẫn phục vụ cả phở là xuyên suốt cả ngày luôn. Là sáng trưa và cả tối vẫn phục vụ phở các bạn nhé. Đây sẽ là một lồi lẩu hoàn chỉnh. Trong cái lồi lẩu này thì chúng ta sẽ có nầm này. Đây là nầm này. Đây sẽ là sách này. Dạ. Đây là cái bộ cùng đi theo bộ dạ guốc của nó này. Dạ. Nó sẽ có tổ ong, guốc và sách.
đây sẽ là tim này. Tim này. Vâng. Đó. Ngoài ra ở đây anh có vó này, vâng, có gân này. Đây. Đây vó này, gân này. Vâng, rất nhiều món nhỉ. Đây là lòng béo này. Lòng béo. Ngoài ra có cả lòng lom nữa. Em thấy là anh cho cả sấu. Có cả sấu. Vì cái này hợp nhất nó là dứa với khế. Vâng. Nhưng mà cái mùa này nó không có khế chua. Dạ. Thế cho nên là mình sẽ dùng sấu để mình thay. Vâng. Đó, đây anh có cả tai bò nữa này. À, vâng. Tất cả những cái này là anh đã tấu qua cùng một cái loại gia vị đặc biệt rồi. Dạ. Nó ngấm hết rồi. Nên vâng, bây giờ anh chỉ việc cho vào cái nồi này. Đây là nòng non này. Dạ. Sau đó sẽ cho cái nước lẩu bò khô vào và chúng ta sẽ ăn liu riu. Lúc nào ăn là mình sẽ cho nước lẩu lên. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Đấy. Đây là anh đang chuẩn bị tiếp nồi thứ hai. À, nó thành phần nó sẽ như vậy thôi. Dạ, hôm nay là khách đặt hai nồi ăn bây giờ thì là anh chuẩn bị hai nồi. Vâng. Xong một nồi rồi, đây thì tiện em qua để anh giới thiệu với em luôn về cái nồi hoàn thiện nó sẽ như thế này. Dạ, vâng. Nó sẽ có tim này, vâng, tai này, lưỡi này, vó này, dạ, lòng non này, lòng mỡ này, rẻ sườn bò này, lầm này, ong guốc sách, nói chung là nó mười mấy loại nữa. Đấy, mỗi loại một tí. Dạ. Trong quá trình ăn ấy thì nếu mà bạn nào mà hợp cái gì ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi thêm. Dạ. Ví dụ như là trong đấy mình thấy cái tai ngon thì mình có thể gọi thêm phần tai, lòng béo ngon thì mình có thể gọi thêm phần lòng béo. Còn tất cả các cái thì anh sẽ bày này, nếu có khế thì nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Nhưng mùa này không có khế chua thì anh thay bằng sấu. Sấu. Sau đó chúng ta sẽ cho cái nước sốt, sốt sấp mặt và chúng ta thưởng thức là xong. Dạ vâng. Đấy. Hoàn thiện món ăn nó sẽ như thế. Vâng. Đây là có món bắp bò xào tỏi này các bạn. Đấy. Bắp bò xào tỏi các bạn nhé. Đây là món lạp bò. Món này là rất ít quán có. Đây là quán mình mới có thôi. Gần như là các bạn đi Hà Nội không có cái món lạp bò này đâu. Đây là cái chân gà ngâm sả tắc mình làm. Đây là lẩu bò khô. Đấy thì hôm nay anh em mình đây còn cái món đuôi bò hồng thuốc bắc nữa. Để trong cái thố này để nó giữ được nhiệt, nó ấm, nó nóng. Đây là cái mâm hôm nay là ê anh em ơi, ra chiến đấu đây. Hải với lại vợ chồng bạn Dũng Diễn các bạn. Nào, tới giờ ăn rồi, đói rồi. À, gần 3 giờ chiều rồi các bạn ạ. Này. À, cơm để ở đây cho các cháu ăn. Hả? À, hôm nay đến đây là được anh Hải với cả bạn Thắng này là chuẩn bị cái nồi lẩu bò khô. Cái lẩu bò khô này nó rất là hay. À, nhìn thì nó khô nhưng mà nó lại có nước. Tên thì khô. Cái câu chuyện mà đặt tên lẩu bò khô này nó rất tình cờ, đó là khi mình làm cái món này xong ấy, khi khách nhậu ăn là ăn hết sạch, tức là khô cái chảo luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái nguyên liệu này ấy, thì là để nhậu này. Đến khi mà anh em nhậu xong rồi ấy, đói cuối bữa rồi ấy, thì cái nước này nó cạn lại, nó thành một cái nước sốt. Nhưng mà ở đây là trong cái lẩu bò khô này nó gồm có những cái gì anh? Trong này thì có rất nhiều nhá. Ví dụ nhá, anh giới thiệu với Hải nhá. Đây là lòng béo này. Tất cả đều là lòng bò hết, đây là lòng béo này. Lòng non này. Tổ ong này. Rẻ sườn này. Vó này. Một nồi như này trung bình thì khoảng bao tiền đây? Trung bình anh bán sẽ là 450 cho 4 người ăn. 450.000 cho 4 người ăn. Đúng rồi. Gần như là ăn thoải mái luôn. Khi chúng ta vừa ăn vừa lai dai ấy, đun nhỏ lửa nó liu riu thì tất cả những cái này nó ngấu nó mềm dần. Nhưng mà em thấy cái nước này nó sánh sánh này, cái này có phải là pịa không anh? Không. Đó là dòng nước sốt. Thực ra là anh là đầu bếp thì anh rất thích cái ẩm thực Việt Nam. Cho nên tất cả các nguyên liệu này là anh đều lấy cảm hứng từ Việt Nam mình hết. Cái cốt của cái nước sốt này là anh dùng tương bần. Tương bần. Đây cái màu nâu nâu này là cái màu của tương đấy. Em thấy nó sánh sánh, em mà cứ tưởng nó là pịa. Nhưng mà cái nồi này khi mà khuấy lên mùi rất là thơm, mà em ấn tượng nhất là cái khúc lòng mà nhiều mỡ ấy. Đúng rồi. Khi mà nó hút cái nước sốt này vào thì nó rất xịn. Đấy là gọi là lòng béo đấy em. Dạ. Một nồi 450.000 sẽ có được kèm thêm rau dưa cái đồ dùng không? Nó sẽ có một đĩa bánh phở cuốn này, quẩy, một đĩa quẩy, đĩa rau để rau, rau với cả nấm. Tức là khi mà cái nước sốt này nó sôi lên ấy, cho rau vào để ăn như rau xào. Cho bánh phở vào thì như bánh phở trộn. Đấy. Cho quẩy vào thì lại chấm này. Cho nên là anh mới đặt tên nó là bò khô là bò khô. Chứ không phải là nó vì có thịt bò khô trong này. Đúng rồi, đúng rồi. Khô chảo luôn. Nhiều khán giả cứ đến thắc mắc xong hỏi là sao lại lẩu bò khô nhưng mà lại có nước. Xong rồi nhiều khán giả chưa ăn nhưng bảo là lẩu bò khô chắc là nấu bằng bò khô à. Đấy là đây thì cũng giới thiệu và giải thích cái tên nó là mọi người biết luôn.
Ok, anh em mình trải nghiệm. Hôm nay đến đây thì mình có order là lẩu bò khô này, lẩu bò dân tộc này. Nhưng mà ăn hết cái lẩu bò khô này sẽ lên cái lẩu bò dân tộc. Và ở đây là có cái gì xào đây? Bắp bò xào áp chảo. Đây, bắp bò xào áp chảo này. Đây, đây là món ăn bắp bò. Bắp bò áp chảo. Bò tươi ấy, xào ăn rất là mềm. À thế ạ. Thế còn cái món này là giống như lạp bò. Lạp bò. Tức là bò băm trộn với cả sốt me và một số các loại rau gia vị đặc biệt ăn kèm với bắp cải. Em ăn thử luôn đi mà xem. À, rất chi là ngon luôn đúng không? Xin phép ở nhà nhá. Bắp cải sống nhá. Lấy cho sống. Mọi người đi. Lấy cho mọi người đi. Đây bên này thôi. Đây. Mọi người nhà nhá. Đây anh mời nếu mà đang uống bia rượu háo háo ăn cái này rất chi ngon. Không? Ăn sống à? Mình sẽ làm một miếng này luôn. Bắp cải bình thường không ai nghĩ ăn sống nhưng ăn cùng cái này rất ngon. Nó lại rất là hầm. Đây các bạn, ăn như này là bắp cải, là bắp cải sống ăn. Mời anh em, mời mọi người nhá. Chuyển đầu em. Ok. Cái bắp cải nó rất là giòn. Không hề khó ăn đúng không? Thôi thì đang... Khó để chắc là đầu tiên thôi em. Em ăn thử đi. Rất thì ngon đấy. Mời cả nhà nha. Cái rau bắp cải nó giòn nhưng mà ăn thịt bò nó có thịt bùi bùi. Ok đấy. Đúng rồi, nó có tí sốt me. Anh làm thịt bò là sốt me. Là mình tưởng tượng nếu mà có phải nhát trong này nữa thì ngon. Nhưng mà dạo này là mình rất là có duyên với cả các chef Hải nhé. Hôm trước thì ngồi với anh Phạm Tuấn Hải. Hôm nay thì anh là... Anh Hải MasterChef. Anh Hải lại MasterChef. À quên rồi, anh đang là giảng viên... Anh đang dạy cao đẳng thương mại du lịch Hà Nội. À, cao đẳng thương mại du lịch Hà Nội. Chuyên khoa nấu ăn. Để giới thiệu kỹ cho mọi người là ăn món anh Hải là giảng viên là cũng được gần 20 hơn chục năm rồi. Và hiện tại thì anh Hải là cũng là dạy nấu ăn luôn các bạn. À. Thì anh em kết hợp với nhau để làm ra cái quán lẩu bò khô này. Đúng rồi đấy. Anh em ở cùng quê đấy, cùng quê luôn. Anh ở Bắc Giang à? Anh ở Bắc Giang. Địa chỉ của mình ấy là 36-30 phố Mai Tuấn, phường Hồ Chợ Dừa, quận Đống Đa. Thế muốn điện đặt ăn thì gọi số nào bạn nhỉ? Số anh Hải là 0916222298. À. Hoặc là có thể điện cho mình là 0987807666 được. Có nghĩa là hai ông chủ. Hai ông chủ. Gọi số nào cũng được, chất lượng đều như nhau, đảm bảo là không đánh nhau. Bắp bò xào ngon lắm. Bắp bò xào với lại quá tươi mềm. Đúng rồi. Nó xào mới tỏi thôi, nó chỉ dùng cái vị mộc thôi. Còn cái này là cái đầu hành đấy thì anh cho vào thôi, còn cái vị chính của nó là cái mùi thơm của tỏi khi nó áp chảo. À, nhưng mà có phải là tỏi này anh nhờ tỏi Lý Sơn rồi sao anh? Mềm. Bắp bò tươi vì nhà chuyên làm về bò cho nên là lấy được những cái đoạn bắp rất là ngon. Bắp bò đây là anh xào tới thôi, nó còn có độ xào tới hơi hồng ăn nó mới ngon. Còn nếu mà mất hồng cái là nó sẽ chuyển sang hơi dai hoặc là cứng. Ở đây ăn cảm thấy nó mềm hơi chun chun. Vẫn giữ được độ ngon. Đấy, đấy đúng rồi. Chuyển đâu anh? Ăn đi. Ok anh em cứ để sau cho nó dùng thử đi. Bọn em ăn thật được không anh? Được, đây nhá, em thử ăn miếng đầu tiên ăn được rồi. À, với lẩu bò khô thì miếng đầu tiên sẽ là nậm, em thử ăn đi. Đấy. Và đặc biệt phải chấm với tương nhé. Giống như anh đã nói anh thích ẩm thực Việt Nam thì anh sẽ sử dụng tương. Đúng rồi, làm em chấm với tương. Không có óc dầm vào đâu. Nhưng mà ăn cái này là phải kèm thêm một chút nước nữa, nó mới chuẩn. Đấy. Làm cho dẫm miếng lòng non nhé. Nầm rất là giòn. Bạn thấy cái nước sao? Đấy. Làm thêm tí nước đi cho nó phải có một tí nước này nữa này. Đấy, ăn nước à? Tí nước nữa. Mình này có nhà mình hút nước tương. Ừ. Nhưng mà cái nước này càng về cuối nó càng ngon, phải bao nhiêu chất nó sẽ tiết ra. Đây, đây là miếng lòng non. Đây là miếng lòng non này các bạn. Đây, đây cái miếng gân này cũng rất xỉn ngon này, nhìn nó béo. Đây Hải chắc là thích gân này, em ăn thử xem nào. Dạ, vâng. Ăn gì bổ đấy. Đúng không? Ăn gân bổ gân. Nhìn cũng giống như kiểu làm thằng cố ở trên mình nhỉ? Dạng như thế, nhưng vị nó thanh hơn, nó nhẹ hơn. Trên đúng mình rồi. Thì sẽ làm từ ngựa, còn dưới hai anh thì sẽ làm từ bò. Nhưng mà đây cái vị nước bỏng này rất là lạ, em chưa ăn. Đúng rồi, em ăn càng về sau nó sẽ càng thấy ngon. Bởi vì khi mà cái khế này, cái đúng ra là khế ở giữa, nhưng mùa này là khế chua nó đang không còn, anh phải dùng xấu. Thế thì nó sẽ giảm chuẩn mai là chút dùng khế giữa. Khế chua nó tiết ra, nó càng ngày nó càng ra nhiều mùi. Có những mùi gai à? Không, cái mùi này là mùi kết hợp của xả này, gừng này, dứa này, với cả sấu. Nó ra một cái vị chung chung như thế. Em thấy có một mùi thơm đặc biệt nữa đấy. Ừ. Có phải là lá thơm không?
lá nếp không? Cái này không có lá nếp nhưng mà vì nó là tương nếp. Vì nó là tương nếp cho nên mình sẽ thoang thoảng cảm nhận cái mùi là lúc nếp anh táo là cũng lúc táo là cũng có một chút nhưng mà không nhiều, nhưng chủ yếu chủ đạo vẫn là tương. Cái khử mùi thì với lòng anh có dùng một chút lá nếp. Nhưng mà cái này là cái gì đấy? À đấy là đuôi bò hầm. À món này khi mà anh em nhậu mà cần giải rượu uống cái là giải ngay, nhậu tặng hai luôn. Đuôi bò còn nóng hầm nóng đấy. Đây là mỗi người một liên này anh? Múc cả ba. À, múc cả ba này. Ồ, rất là thơm luôn. Em cho anh cái mua bò hầm thuốc bắc. Thông thường ở các nơi thì sẽ cho ngải cứu. Nhưng anh thì anh sẽ cho chỉ vị thuốc bắc để nó nảy cái vị thuốc bắc. Cho ngải cứu hoặc là mất hết vị thuốc bắc ngay. Đây chủ yếu là mùi thuốc bắc của táo đỏ. Nó là một trong những lòng chanh bổ dưỡng. Anh em nhậu uống vào cái là giải rượu được ngay á. Nhưng mà Việt Nam mình rất hay nhá, nhiều khi là cứ uống mãi để cho nó say một tí xong lại để không lại uống lại cả. Lòng ngon đúng không em? Em ăn cái chả sườn nâu nâu cũng ngon. Em thích cái nằm á. Ở trong em gọi là cho sơn, em cùng ăn nha. Ok, khác nhau đúng không? Dạ đúng. Đó, giờ em múc cho bát. Để cho cái lòng ngon. Bây giờ đây. Làm tí cho lòng mỡ. Đây là cái lòng mỡ đây này. Chấm bộ bộ sánh lên là các anh ấy bảo chính là ở cái lòng mỡ. Đây anh nhà thấy anh em ăn anh phải xin miếng rồi mày phải kẹo hết thử cái lòng như cái miếng bé bé trước ấy. Đây ạ. Ba lần chất là chất lượng. Và anh em mình cái món lolotica, cái món lòng nước này là không thể bỏ được nhỉ. Đúng rồi. Đấy bắt đầu nó cạn dần đấy, hiện tượng khô đã hình thành ở trên thành chảo đấy. Nó khô dần. Đầu em thấy sánh sánh, em tưởng anh cho một dây. Không đi rồi. Sánh là các cái chất này ra đấy. Thế ạ. Em này mới đầu em cũng nghĩ là cái nồi pịa. Nhưng mà pịa thì nó sẽ hơi xanh xanh thế. Nó cứ dịu dịu như thế này thôi. Đấy nó có màu, pịa nó giống màu này gì nữa. Đấy, em ăn thử cái đấy chấm nước tương. Chấm tương. Mình đang nước dùng là tương rồi mà mình vẫn chấm tương tiếp. Đúng rồi, phải chấm nước tương nó mới ngon. Thực ra là nó như là một loại nước sốt của cái món này. Thế là nước tương nấu ở trong này là mình đã kiểu mình pha chế để nó nhạt. Như là nó lấy hương thơm là chính rồi. Bạn Diêm ơi, bạn Diêm ăn thử. Em ăn cái lòng béo rồi. Lòng béo rồi. Nhưng mà em nãy giờ vẫn cứ ăn. Không ngon mà cái lòng béo mình cảm tưởng nó ngấy nhưng ăn không hề ngấy thế nào cả. Nó mềm tan luôn. Thành nó giòn. Bình thường là có nhiều không anh? À, thực ra là nếu mà cái lòng béo nó rất là nhiều nhưng mà mình chọn được cái khúc ngon thì nó lại ít khúc là... bởi vì là cái lòng béo nó có đoạn nó to, đoạn nhỏ. Đoạn nó nhăn nheo nữa thì mình thường sẽ hướng tới những khúc mà cái khúc gọi là sau khâu đưa một chút nó là ra đều đấy, béo không? Béo nhưng mà không phải ngang ăn giống như gầu bò ấy. Không ngấy đúng không? Béo nhưng không ngấy đấy, nó hay ở chỗ đấy. Là cái vỏ thành thì nó giòn, nó tan, nó giòn, còn ăn vào cái mỡ nó tan. Ông thử biến lòng béo cho xem nào. Đấy, nói nhiều mà không ăn thì là không phải luôn. Quá là không ăn là... Không ai dám ăn đúng không? Ừ. Xong thì thử chưa? Thử lòng béo chưa? Ôi, miếng này mà xong thì hết ý luôn này kìa. Đây, mời em gái. Đấy, thử miếng này ngon này. Còn nó béo ngậy ha. Nó không ngấy, đúng rồi. Dạ đúng rồi, em nhìn xa xa lại giống cái măng xe điếu. Đây mời anh em nhá, cái cục này là nó trong đặt đi tương. Ủa, nó ngậy. Nó ngậy nhưng nó không ngấy. Không bị là ngấy. Da nó tan chảy trong môi miệng luôn. Ừ, nằm ấy nước đường anh em. Nhà lần trong đời, đầu tiên trong đời mình hút tương uống tương. Nước của nó ngon, ngọt mà nó lại không bị mặn đâu. Nhưng mà đúng như anh nói là cái này đa dạng, nếu mà nấu mà để chấm bánh mì thì cũng ngon. Đúng không? Nó giống như là ưa của mình á, nó rất là ngọt. Trong em thì có hà lố đúng không? Dạ. Cái chả sườn này ngon lắm. Ăn như thịt hộp vườn. Lấy dạ. Em chả sườn. Chả sườn ăn ngon như thịt hộp. Thơm á. Chấm tương đúng không? Cứ phải chấm tương. Nhưng mà mình ăn thì mình cứ thích lòng béo mình ăn các bạn. Hơi béo một tí nhưng mà ăn vẫn sướng. Dạ sườn này mình ok đấy, ngon. Nó thơm, nó mềm. Nhi ăn bún cho mẹ, trang bún cho Nhi. Hả? Nhi ăn
quán này là còn là mấy anh thanh niên là nhậu là thích. Ăn được tất cả rau cả bún cả quẩy nước. Xin tạm anh em là ngày hôm nay anh em tôi là không nhậu vì ngày mai mình còn có mười mấy tiếng đồng hồ đấy để livestream. Ngày mai mà bạn nào mà chưa sẵn sàng chưa xe máy đi thì nhớ vào đăng ký phiên live của mình nhé, chia sẻ phiên live của mình sẽ mình sẽ tặng một cái chiếc xe máy cho một người ngẫu nhiên có thể là trong bất kỳ ai ngồi ở đây hoặc là khoảng 10 triệu người follow của Hải trên tất cả các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok. Mà anh Hải biết chị Tiên chú đáo quá. Chưa tìm được người chúng mà thấy anh chị là cũng tới mấy hãng xe máy để coi trước. Mình coi trước. Chọn trước sản phẩm ra là mình phải chuẩn bị chứ đúng không? Đúng rồi. Mình phải chuẩn bị trước để cho các bác. Đây này, mang ra lấy nữa. Con chấm ở trong. Không, lần này là xe phở. Máy thì anh chị là cũng sẽ là không mua về cái chỗ tại trên này. Thì anh chị là đúng rồi, cứ like xong thì là anh em mình. Đấy, chúng vẫn đây. Ai chúng? Kể cả Tây Nguyên hay miền Tây Long An. Hay là Long An à. Hay là Bắc Giang hay là Bắc Giang đây rồi. Quảng Trị, Đà Nẵng, Lào Cai, bất kỳ ở đâu. Vợ chồng tôi xin phép là sẽ đi đến tận nơi đưa bạn này đi ra cửa hàng xe máy để mua xe máy đàng hoàng. Bởi vì là rất nhiều người cứ nói là các ông này không tặng quà đâu các kiểu, nên là tôi muốn là cái này mình cũng đã là tặng quà là nói tặng là tặng. Đấy, đưa ra cửa hàng đấy là có thể là tự chọn màu sắc các thứ được nhỉ? Thế không tự chọn mệnh nào không thử mệnh nào. Dù mà diễn mà chúng một phát nhá, đưa về Sài Gòn là thấy màu đỏ luôn. Đấy. Xong hỉ ở gái là lại về đúng quê hương của xong hỉ. Mấy quả chẳng hình như lòng ấy. Béo nhỉ? Béo nhưng không lấy. Đây, ngon. Mình cũng làm miếng, mình thích ăn cái này đó. Cái này mà xào dưa chua ăn ngon nhá. Nhưng mà sao anh lại có ý tưởng là nấu cái món lẩu bò khô này nước tương nước dùng bằng nước tương. Thì thực ra là cái tương nó là một trong cái gia vị không của Việt Nam. Gần như là ở đâu chúng ta cũng tìm thấy được. Thế nó ăn sâu vào cái tưởng thức từ ngày xưa ấy. Ăn cái gì cũng chấm tương. Thế khi sau này khi làm đầu bếp rồi thì anh muốn phát triển một cái gì đó từ cái tương. Đấy, thế thì từ cái việc mà nước chấm thì anh lấy tưởng là khi các món dê ấy, ăn rất ngon chấm tương. Thế thì anh nghĩ ra một cái nước chấm riêng cho cái món bò này. Tên bò khô thì là mãi sau này anh ấy đặt tên. Nhưng mà tất cả các thành phần này là xong thuế rồi. Thậm chí bán hàng hàng năm chờ được đầu có tên cho nó. Vâng. Tức là trong quá trình bán thì mình mới nghĩ rằng cái tên đặt cho nó. Cái nước lẩu này rất là đặc biệt. Em ăn đến cuối thì nó sẽ sệt hơn nữa vì nó phai được cái mỡ bò. Nhưng mà lòng bò ra. Nhưng mà trong khi mà mình đang ăn như này, nhưng mà mình ăn gần hết cái nước rồi thì có được xin thêm nước của anh hay là phải mua hay được gì nhỉ? Không, cái này thì nước thì anh sẽ tặng miễn phí nhưng mà thực ra nước nó càng đặc nó càng ngon. Bây giờ em cho rau vào cái cải thảo này nó có hàm lượng đường tự nhiên rất chỉ cao, nó sẽ tiếp cái đường nó ra cái nước này, cái nước này lại càng ngon. Cho rau cho nấm vào thì nó lại như rau xào luôn. Khán giả mà muốn thêm nước thì mình vẫn cung cấp bình thường mà. Nhưng mà cái nước càng đặc càng ngon. Nhưng mà quyết thức là ăn hết cái nước này. Đúng rồi, cái nước gần như nó là nước cốt rồi mà. Nên đấy là khi mà ăn hết thì nó mới có cái lẩu bò khô. À, bi này, bi còn chấm cả quẩy cái nước này luôn. Đấy, nó sần sần đấy. Đúng rồi, cái nước này là chấm cái quẩy luôn à? Nghe cho em một chút nước để em thử thử. Chấm cái quẩy này. À, cho đi một miếng bò nữa. Đâu, bi cho bố xin miếng quẩy. Tức là bi là sáng chế ra món mới là ăn cái này là bò cháy tỏi đúng không? Mình đi khắp đất nước rồi nhưng mà riêng cái quẩy á ở Hà Nội là luôn luôn giòn. Quẩy Hà Nội mà ỉu thì là hỏng hình đấy. Không, thực ra là để nói rõ hơn về quẩy thì quẩy thường có hai loại, một là quẩy giòn, hai quẩy mềm. Quẩy mềm thì thường người ta ăn phở tiêu thụ nhiều. Quẩy giòn thì người ta ăn với cháo. Cháo với lẩu đấy. Nhưng mà tôi thấy là hoặc là bún sườn anh nhỉ? Ở trong miền Nam mới là chủ yếu là quẩy mềm. Quẩy mềm ấy là quẩy chiên, quẩy giòn là quẩy xây. Anh ăn được còn muốn không anh lấy cho? Đây anh lấy cho bún thì ăn kiểu bát bún này để cho thẳng vào nồi. Để cho thẳng.
Hay là, nhưng mà em hỏi chút là cái lẩu bò dân tộc ấy là mình đổ luôn vào đây là mình hay là mình làm lẩu bò riêng nhỉ? Lẩu bò dân tộc là để riêng, xong rồi sau chúng ta sẽ cho từng loại nhân một, như cách ăn như lẩu bình thường, như lẩu bình thường tức là nhân để ngoài mình nhúng dần. À, hay là bây giờ như này mình bây giờ mình đây, đổ vào đây mình cho bò dân tộc lên đi. Ok. Em ơi chuyển cái lẩu bò dân tộc cho anh em một cái giấy này. Nóng em ạ, để các bạn thấy chưa? Đấy cái lót ấy là đây anh em. Đây nha các bạn nhá, thì anh em mình sẽ dồn lại và làm một. Rồi cái này các. Ok, đây mình sẽ dồn vào đây các bạn. Đấy, bên trong các bạn thấy nhân còn rất là nhiều luôn đấy. Đúng rồi, chín đỏ 4,5 là giá trị hợp đấy. Lý. Ok. Im lặng. Rồi, biên quán này của mình là thường mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ đấy? Quán của anh thì bắt đầu mở hàng từ 6 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. Thông thường thì sẽ đến 10 đến 11 giờ đêm. Tùy theo khách, có những hôm khách vui quá ngồi 12 giờ đêm luôn. Nhưng mà nói gì nói cái đấy là mình không khuyến khích, là cứ theo đúng giờ của nhà nước quy định là mình nghỉ. À. Được rồi. Này ơi, cho bánh phở nó ăn hay hay. Ờ thì nó như phở trộn. Như phở trộn, thơm thơm của dứa, xong rồi quẹ quẹ, sánh của cái nước dùng. Và bánh phở nó vẫn giữ là cái độ độ dai. Đây là nhân của đây là topping của lẩu bò dân tộc. Ý thật to dạ. Nhỉ. Cái này cũng là 450.000 nhá. À cái phần này 450.000 luôn. Lẩu bò dân tộc thì gồm topping gồm những cái gì anh nhỉ? Anh sẽ có đuôi bò này. Đuôi bò. Gầu này. Gầu. Nạm này. Nạm. Bò viên này. Bò viên. Bắp bò này. Gân này. Gân. Đó, gân y ấy. Bây giờ mình ăn là mình cho vào đây đúng không? Đúng rồi, em thích ăn cái gì thì em đấy mà cho hết cũng được. Anh nhưng mà anh em mình không nhậu mà ăn luôn một mạch thì cho vào luôn được. Đây, trên bản em là thôi cứ như này luôn cho nó nhanh. Sau thì ở đây mình có rau thì mình tạm thời phải ăn. Đấy, nhìn hấp dân đấy. Cũng là 450g một đống. 450g cho 4 người ăn. À, nhờ bạn Thắng là múc cho mỗi anh em một bát. Chân gà ngắm sợ tắc. Đúng rồi, chân gà ngắm sợ tắc. Nhờ anh em trong bát còn đồ ăn hết đi để làm một tí đôi bò hầm bắp trong sân gà cho mình nghe nào. Sang chưa? Biên ơi. Lấy cái xăng gà sang này cho các chị ăn thử. Rồi. Lấy cái này là bao nhiêu tiền anh? Cái thú này là đang bán là 160.000. Nó rơi khoảng tầm nửa cân đuôi bò thành phẩm. Anh lấy cho lấy đôi thú ra đây để múc cho mọi người. Ở đây hay nhỉ, cho vào cái liếc nhỉ. Để này thì nó giữ nhiệt, em ăn hết cái này để nó giữ nhiệt, nó giữ nhiệt rất tốt. Cái liên này là ngày xưa là hay đừng mỡ. Mỡ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, cái mùi thơm ấy, em sẽ ngửi đến mùi thơm thoang thoảng. Và cái mùi thuốc bắc nó không bị gây quá. Riêng mà nó rất nhẹ. Review thử thế nào. Mùi nó rất nhẹ, đúng không? À, thơm ngon như nào hơn nào? Này, cháo đâu? Đây, cháo ăn phải cho nước ấy là thơm hơn ạ. Há hồ collagen. Nhưng mà hầm mềm thì dễ ăn. Đúng rồi. Cái này là nó không hết thịt với lòng. Cái bò hầm mà. Dạ. Ăn nó mềm, ngậm vào môi là chua ngay xuống họng. Xong thì đâu, anh lấy không? Lấy cái củ to to này. Anh nói câu ngậm vào môi mà trôi vào họng là nghe nó nuốt nước miếng này. Đấy nhỉ, ăn cái miếng xong rồi. Ăn này chắc đẹp da lắm. Nhiều collagen đúng không? Nhiều collagen mà. Đi hổ thì ăn gì thì mẹ lấy nhá. Đi hổ ăn gì mà ăn. Ừ. Thông thường thì là cái món này là anh sẽ cho lên trước nên khi mà khách gọi là khách ăn trước sau đó là ăn nhậu thì cái này nó vừa giải rượu mà vừa chống say. Dạ. Giải rượu nhiều hơn. Say. Cái này là có cái độ mềm. Nhưng mà ăn cái này mình khoái ăn nước hơn. Đúng rồi, cái nước này hút. Chắc là có bao nhiêu cái tinh túy là nước này nó tiết ra nước hết rồi. Đúng là nếu mà ai mà tập luyện thể thao hay là làm việc mệt mệt chút là một cái bát này, canh này thì đảm bảo sức khỏe dồi dào. Mai lại cày livestream một mấy tiếng trước. Yeah. Anh Hải ơi, mình có kiểu như là có cái ưu đãi gì cho khán giả mà xem trên kênh của Hải cũng giống như là kênh của Song Hỷ Dung Diễm. Và qua đây thì mình có cái chương trình gì đó đó phát tên kênh là giảm 50% trên tổng bill. 5%. Thôi, hôm nay ngồi đây thì nếu như mà quý vị khán giả nào mà xem video mà qua với nhà hàng mình thì giảm giá 10% luôn chứ không 5% nữa. 10% cho quý vị và các bạn. Đấy phải giống như ông chủ bên trái này, bằng trái ông chủ bên này hơi ông chủ bên này căn bản là qua quản lý riêng hết. Có thể cho thêm đồ được thôi.
Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, thực ra là với cái nồi lẩu 450.000 này thì về các bạn cứ tính là để chi phí các thứ thì nói chung là lãi rất ít. Nhưng đây là thực ra là anh em mình làm để phục vụ những món ăn ngon, gửi tới quý vị và các bạn là yêu thích những cái món về nội tạng như là giống như là về bò. Thì ngoài ra các bạn có thể tới đây là ăn phở được, thì phở bò thì mình bán xuyên suốt là cả ngày từ sáng trưa cả tối luôn các bạn ạ. À, có rẻ sườn không đấy? Bây giờ phở là sẽ bán cả ngày luôn. Đây là phở bò à? Phở bò. Còn buổi trưa mấy buổi tối là các món nhậu. À. Coi như trong khi đấy là thầy giáo đam mê về ẩm thực nữa, nhà thầy giáo phát huy luôn cho đỡ buồn. Mà thầy giáo thì nấu ăn thế này thì dạy vào giờ nào? Thông thường dạy chương trình cao đẳng thì một tuần nó chỉ có 2 đến 3 buổi thôi. Buổi sáng hoặc buổi chiều. Ra, ngoài ra thì nhà làm thêm kinh tế. Ngoài ra nhà hàng mình thì vẫn có những hoạt động ngoại khóa khác, như là những ngày cuối tuần hay cuối tháng là vẫn có những hoạt động là miễn phí những suất phở cho những bệnh nhân ở trong viện đấy. Và trẻ mồ côi hay là cô nhi hay quá. Cũng làm những chương trình đấy. Mỗi một lần mình làm như thế là tầm 1.000 bát không ạ nhỉ? 500 bát không? Tầm 4-500 bát. 4-500 bát. Cái đồng hành cùng các nhóm từ thiện để phân phát, để tặng quà riêng. Được rồi. Ngon đấy. Ăn ở đây cảm giác nó vừa vừa miệng, ăn nó cuốn cái mồm. Các bạn ngồi đây nó thoáng, hướng cái không khí nó thoáng. Mình không bọc kín. Từ đây mà vào phố cổ cũng gần, nó cũng đi. Cũng gần rồi. Đây quận Đống Đa nó cũng là trung tâm. Thì lên trên đấy mất chừng khoảng độ 3 đến 5 cây thôi. Lên đến Hồ Gươm mất khoảng 5 cây. Ở đây ngoài cái hai món chính thì ra mình còn có phục vụ cái món gì khác là cơm rang hay là mì xào, phở xào. Với ăn thông thường thì anh có thêm cơm đảng nữa. Cơm đảng. Phở và cơm đảng đúng không? Là cái cơm rang trắng. Cơm rang trứng trắng chứ không phải cơm rang vàng đâu. Vàng là cho màu điều, nhưng mà cơm rang kia là cơm rang trắng với cả trứng, với cả hành xanh cùng với cả dưa sò bò hoặc là bò sốt tiêu đen. Cái lòng béo này mà ăn cho nó ngon. Ngoài thực đơn này thì đến mà khách có yêu cầu làm theo yêu cầu nữa. Thì cái đấy thì thường phải đặt trước. Ngày ta lăn, ngày ta tẩm, ngày ba đến, nhờ chế biến thì cũng làm luôn. Tức là vẫn làm hộ cho khách, khách nhờ ví dụ thỉnh thoảng con gà, mang con lợn mán ra là mình vẫn làm hộ cho. Là con lợn tên lửa xuống là vẫn làm mà. Ok. Lúc nào em mang xuống thì anh đạo diễn nhỉ? Ok. Mang lợn tên lửa lên. Dạ. Anh nhờ anh em làm cho tí cơm đảo nhỉ? Để, ok, làm đĩa cơm đảo nhé. Đi cơm một cơm đảo bò sốt tiêu đi, với cả đĩa dưa bò luôn nhé. Ok. Bình thường là người ta sẽ ăn cái gì, người ta sẽ nhúng một ít, nhưng mà hôm nay là anh em mình là ăn một mạch, nên là đây anh xin. Nước lẩu ăn đến tầm. Anh em mình mà chờ nhúng thì hơi lâu. Đông người mà. Đây cho Diệp nữa. Cho em một quả táo đỏ luôn chị. Vâng. Ngọt nhỉ? Thanh, ngọt thanh, ngọt thanh. Có cái hậu quả, em cảm ơn. Này, đây là bông thơm. Nó có cái hương thơm thoang thoảng của lá nếp ấy. Ngon con ăn này không? Đi. Như trong em gọi là lá thơm nhỉ? Ăn tán đâu không? Em là... Đây này. Lá dứa. Lá dứa. Lá dứa. Lá dứa. Ngoài này anh gọi là lá nếp thôi. Bí quyết đấy làm sao để nào cái nước này nó thơm mà không có bị mùi luôn. Có cái nếp ấy. Nhiều khi các anh ở đây là có thể giữ nghề các bạn, nhưng mà đang cái gặp anh em mình thôi. Giữ gì nó lộ hết ra đây rồi, giữ làm sao được. Hôm nay đúng là cái ngày mát mát này rất là phù hợp anh em mình. Sáng nay Hà Nội mưa to luôn, mát trời. Mưa sáng rào. Biết là Hà Nội là trong vòng 2 tiếng là có hơn 400 mấy. Hơn 700 mấy rồi anh. 450 phát là lắm đúng rồi, 400 mấy. Xem đánh. Hình như hơn 2 tiếng là hơn 10.000 đấy. Mà bữa giờ trời nắng đúng không anh? Đúng rồi. Anh thấy tụi em nắng. Ra là hôm nay mà em ra cái mát mẻ ngay. Từ lúc em ra cái là sấm chớp mưa gió đùng đoàng. Mùa này nó là mùa mưa. Anh em mình đón ở Cẩm Tiên nữa. Nhà Cẩm Tiên nè. Vừa xuống sân bay xong rồi về giờ về tin khách sạn đúng không?
năm ngoái xuyên Việt là như ai ở Tú đặt tên cho là cái gì, con gái Long Vương đúng không? Hôm mưa gọi sầm tết. Mưa gọi gió. Thấy em thấy mọi người nắng vất vả quá. Cảm ơn em. Đi tới đầu mưa đó. Cái nước này uống là dã rượu. Công nhận làm bằng cái nước canh. Nước ở đây uống nước tương ngon. Hả? Uống nước lẩu cũng ngon. Các món ở đây rất là hài hòa, hợp khẩu vị. Nói chung là để anh em vừa nhậu dai dai, vừa ăn no cũng được. Đó. Wow. Ăn anh em mà muốn ăn thưởng thức cái món này thì đến địa chỉ nào nhỉ? 36/30 Mai Tuấn. Nào. Cứ lấy mật khẩu sau TV Song Hỷ Phạm Dũng là auto giảm giá 10%. Đấy, rồi bạn Thắng nói rồi. Cứ thế mà làm thôi. Video ngày hôm nay thì mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Anh em về nghỉ ngơi sớm, chiều còn tiếp tục phiên live nữa. Đấy, và các bạn nhớ, anh em nào mà chưa đăng ký hay đăng ký phiên live ngày 6/6 vào lúc 9 giờ sáng, hôm đó sẽ có sự xuất hiện của Phan Diễm, Song Hỷ. Đấy, đặc biệt là còn em Cẩm Tiên nữa, mời bế lên sóng luôn. Đấy. Và rất nhiều những anh em KOL trên cả nước với nhiều những cái món ngon. Video ngày hôm nay thì mình cũng rất nhiều view hời. Và nhớ cái xe máy anh em nhá. Xe máy. Một cái xe máy tặng miễn phí luôn. Wow. Và đưa đi nhận Hà Nội. Đúng rồi. Và 10 cái điện thoại Xiaomi Samsung Xiaomi khoảng hơn 5 củ một cái. Đấy, A15 luôn đấy. Rồi, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp của anh em mình nhá. Chào mọi người nhá.